Vâng, Trái Tim Đầu xin chào toàn thể quý khách hàng. Đấy, trong video ngày hôm nay thì Trái Tim Đầu sẽ đưa ra một mẻ chè, đó là mệnh giá 199k. Với cái dòng trà 199k thì bên em sẽ được thu hái là một tôm và ba lá non liền kề các bác nhìn nhé. Và các bác nhìn sẽ được nhìn rõ là với cái màu cánh trà hơi bạc bạc ạ. Đấy, tiếp theo là cái màu nước khi mà bên em được pha ra. Khi ta nhìn vào thì sẽ có màu nước ánh vàng tự nhiên các bác nhà mình nhé. Các bác mình sẽ được quan sát với cái màu nước trà. Đấy, cảm nhận của cái màu nước trà cũng như là khi mình trải nghiệm sẽ có cái mùi hương trà và có vị chát đậm ở đầu lưỡi, sau đó là có cái vị ngọt tự nhiên ạ. Bác nào mà đang muốn uống dòng trà đậm đà sẽ liên hệ qua số hotline 0968600070 và 0982111070 để sở hữu với cái dòng trà 199k. Em sẽ được bao ship toàn quốc ạ. Mong các bác mình đón xem video, để lại ý kiến ở phía bên dưới bình luận. Xin kính chúc các bác nhà mình luôn nhiều sức khỏe và thành công ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.